Ngày đêm luân phiên, trăng máu giáng lâm, nữ hoàng hắc ám Mao Cần bị giam cầm lâu ngày đã khôi phục được ma lực, thoát ra khỏi lồng giam. Một thảm họa sắp đến, bà ta đến nhà thờ hóa thân thành người. Thợ săn phù thủy Gregory đã mang theo đồ đệ đợi ở đó từ lâu. Đồ đệ nhân cơ hội ném chiếc rìu ra cắt đứt sợi dây, làm cái chuông lớn đập về phía Mao Cần. Mao Cần tránh thoát trong nháy mắt. Đồ đệ ném tấm lưới bạc ra muốn bắt nó lại, nhưng lại bị nó kéo ngược ra khỏi nhà thờ. Gregory lập tức xông lên giúp đỡ. Dưới sự trói buộc của lưới bạc, rồng lộn dần trở nên yếu đi. Cuối cùng nó hiện nguyên hình ngã trên mặt đất. Sau đó, hai thầy trò hợp lực nhét Mao Cần vào trong lồng sắt. Khi lồng sắt đang đóng lại, thì đồ đệ lại bị Mao Cần dùng đuôi cuốn vào trong. Bà ta thoát khỏi lưới bạc rồi tiễn đồ đệ về với Chúa. Mất đi đồ đệ, Gregory tức giận đốt rơm bên dưới lồng sắt. Nhưng khi ông ta cho rằng đã cho con mụ này đi bán muối rồi, thì đối phương lại lần nữa biến thành con rồng khổng lồ khệnh khạng bỏ đi, không trả thù thì không phải quân tử. Ông ta thề rằng tha thứ cho lũ quỷ là việc của Chúa, tiễn chúng về với Chúa là việc của ông, nhưng trước đó phải tìm được một đệ tử khác thay thế. Đó chính là nhận người con thứ bảy của người con thứ bảy làm đệ. Ông ta vượt qua muôn núi ngàn sông, cuối cùng cũng tìm được gia tộc Út đã ẩn cư nhiều thế hệ. Mỗi thế hệ trong gia tộc này đều sẽ sinh 7 người con nối dõi. Tom chính là người con thứ bảy trong đời thứ bảy. Số mệnh đặc biệt khiến cho anh ta trời sinh đã có năng lực chống lại những sinh vật hắc ám. Gregory lấy ra một túi tiền vàng đưa cho người nông dân để mua lại Tom, bồi dưỡng anh ta trở thành thế hệ thợ săn phù thủy tiếp theo. Trước khi đi, mẹ đưa cho Tom một sợi dây chuyền đá quý màu đỏ, đồng thời dặn anh ta nhất định phải mang theo bên người. Bên kia, Mao Cần trở về tòa lâu đài đổ nát hoang tàn, dùng ma pháp khôi phục lại dung mạo của em gái, búng tay một cái cung điện đổ nát trong nháy mắt biến thành nguy nga lộng lẫy. Bà ta muốn triệu hoán những trợ thủ đắc lực của mình trở về. Đêm trăng máu sắp đến sẽ là lúc ma lực chùa chúng mạnh nhất. Bên này, Gregory và đồ đệ đã đến một thị trấn nhỏ để bổ sung vật tư. Một nhóm người sắp thiêu chết phù thủy Alice. Sau khi Tom nhìn thấy cô gái này, liền cảm thấy được anh sẽ trôi nướng khoai của anh sớm thôi. Vì thế anh ta đã lấy danh nghĩa thợ săn phù thủy để lén thả cô đi. Để bày tỏ cảm ơn, cô gái mang anh ta đi tham quan hồ ánh trăng mà mình hay tắm rửa. Khi hai người đang định nướng củ khoai này thì Tom đột nhiên cảm thấy tận thế đang sắp đến gần. Hóa ra nhà Alice chính là lâu đài của Mao Cần, mà mẹ của cô chính là em gái của Mao Cần. Sau khi bổ sung xong vật tư, Gregory nói với Tom không lâu nữa là đến trăng máu. Bọn họ phải nhanh chóng đến xào huyệt của Mao Cần trước khi trăng máu đến. Khi hai người đang chuẩn bị lên đường, thì một đội kỵ binh tìm đến, mang bọn họ đến lâu đài, yêu cầu bọn họ phải diệt trừ con gấu quỷ trong lồng sắt. Hắn chính là một trong những trợ thủ đắc lực của Mao Cần. Gregory bảo những binh sĩ tránh ra, để ông đây solo với con hàng gấu quỷ. Khi nó đang định tấn công ông ta, thì Gregory tán bộ bạc ra làm nó biến về nguyên hình. Sau đó hai người đã tấn công lẫn nhau. Cuối cùng dưới sự phối hợp của đồ đệ, hắn ta lại lần nữa bị nhốt vào trong lồng sắt. Một nồi dầu hỏa đổ xuống, biến con gấu quỷ thành gấu nướng. Mặt khác, sau khi biết được thuộc hạ bị giết, Mao Cần quyết định tàn sát hàng loạt dân trong thành để báo thù cho thuộc hạ. Trong không trung bay đến 6 làn khói, cổng thị trấn ngay lập tức bị phá vỡ. Một tên kỵ sĩ hắc ám đầu tiên trong số đó biến thành một con rồng đất khổng lồ và tàn phá thị trấn. Bức tường thành dày nặng cũng không thể ngăn được bước chân của hắn. Hắn xuyên qua nhà dân như đi trên đất bằng, trắng trợn tàn sát người đang ở trên đường. Mao Cần cũng đến ngay sau đó, tư thế kia còn linh hoạt hơn cả rồng đất. Ma vương bốn tay cầm bốn cây đao, múa may cứ như hách. Con người hoàn toàn không thể chống lại được, người thần lằn thè cái lưỡi dài, xông vào đám người tha hồ mà gặt hái sinh mạng. Nhưng đúng vào lúc này, phù thủy lương thiện Mam xuất hiện, bà điều khiển một cành cây sau đó đóng đinh người thần lằn lên cây cột. Rồi nhặt một cây giáo lên và đâm vào điểm yếu của hắn. Người thần lằn trong nháy mắt tan thành mây khói, mà nữ phù thủy này chính là mẹ của người con thứ bảy Tom. Hóa ra bà đã từng là trợ thủ đắc lực của Mao Cần, bởi vì không chịu được sự tàn bạo của bà ta, nên bà đã trộm đi dây chuyền của bà ta sau đó ẩn trong gia tộc Uất. Phù thủy Mam không phải là đối thủ của Mao Cần, rất nhanh bà cũng đăng xuất như con thần lằn kia. Không lâu sau, cả thị trấn đã chìm trong biển lửa. Lúc này nhóm người Gregory cũng gặp phải sự tấn công của sinh vật hắc ám. Mặt đất đột nhiên nứt ra, xe ngựa bị hất bay đi chỗ khác. Một con quái vật khổng lồ chui ra từ dưới mặt đất. Trước mặt con quái vật to lớn này, bọn họ chỉ có thể chạy trốn một cách chật vật. Cái cây thô to bị con quái vật đánh gãy một cách dễ dàng, hoàn toàn không ngăn được bước chân của nó. Trong lúc nguy cấp, hai người chạy vào trong một khe đá chật hẹp, đến bên một vách đá, nhưng con quái thèm thịt người lắm rồi. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể nhảy xuống vách đá. May mà một người câu cá đã cứu bọn họ lên. Gregory nói với Tom một cách chắc chắn rằng con quái vật ghét nước nên nó sẽ không nhảy xuống. Nhưng một giây sau đã bị bẽ mặt, những giọt nước bắn tung tóe làm lật chiếc bè. Con quái vật kia ra khỏi mặt nước liền bắt lấy Tom vào trong tay. Trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi lông, Tom kịp thời rút được dao găm ra đâm vào tay con quái vật làm nó bị thương. Thoát khỏi trói buộc, Tom nắm lấy cơ hội trèo lên thân con quái vật, sau đó rút kiếm ra xiên cho nó một nhát chí mạng. Cứ như vậy, Tom và con quái vật rơi từ thác nước có độ cao 7749m xuống. Lúc rơi xuống, con quái vật còn bị va phải tảng đá lớn làm nó hẹo ngay tức khắc. Nhặt được một cái mạng, Tom còn chưa kịp chúc mừng thì Mao Cần đã sai em gái đến đâm chết người con thứ bảy.
Lúc này, viên đá quý mà Tom đeo đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Phù thủy hoảng hốt biến thành cự long rồi hoảng loạn bỏ chạy. Hóa ra đây chính là viên đá quý mà mẹ anh ta đã trộm đi kia. Thứ quý giá nhất của sinh vật hắc ám có chứa 5 triệu lực chiến. Ngày hôm sau, Alice tìm được Tom. Sau khi húp nhau một lúc thì bị Gregory đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn. Tom vội vàng bảo Alice rời đi. Gregory tức giận nói với anh ta, viên đá quý của anh ta đã không thấy đâu rồi. Sau khi phát hiện điều đó, Tom biết mình bị dắt mũi như bò rồi. Tom không cam lòng lập tức đuổi theo, nhưng không ngờ rằng kỵ sĩ hắc ám đã chờ ông cháu từ lâu rồi. Malcolm là một phù thủy đã tu luyện nghìn năm, ở trạng thái nguyên hình, bà ta là một con ác long có sức mạnh khủng khiếp. Để có thể thống trị thế giới vào đêm trăng máu, bà ta sai người bắt lấy thợ săn phù thủy cuối cùng. Đồ đệ của thợ săn phù thủy Tom trong lúc chiến đấu không may đã bị rơi xuống vực. Binh lính mang Gregory đến trước mặt Malcolm, lấy được sợi dây chuyền, sức mạnh của bà ta tăng lên gấp nhiều lần. Bà ta đọc lời nguyền, đến cả Gregory cũng không thể chống lại được sự mê hoặc của bà ta. Mắt thấy sư phụ sắp rơi vào vực thẳm dục vọng, đúng vào lúc này Alice biết được Tom bị rơi xuống vực. Liều mạng cướp đi dây chuyền của Malcolm, ngay sau đó Gregory lập tức tỉnh lại. Malcolm tức giận biến thành ác long đuổi theo Alice, mẹ của Alice cũng biến thành một con chim quái, quyết định khô máu với Malcolm. Trong lúc hỗn loạn, sợi dây chuyền bị rơi xuống đất, lại bị Tom nhặt được. Hóa ra lúc bị rơi xuống vực, Tom được người mẹ đã mất đánh thức, đồng thời nói cho anh ta có một nửa huyết thống phù thủy nên cũng có thể sử dụng viên đá quý đó. Lấy được viên đá quý, sức mạnh của Tom tăng lên 10 triệu lực chiến. Bên kia, kỵ sĩ hắc ám biến thành địa long khổng lồ, không ngừng cà khịa Gregory. Dưới sự chênh lệch về sức mạnh, Gregory sử dụng phép mõm thủ, chửi hắn ỉ lớn bắt nạt nhỏ, thắng không ý nghĩa, không biết nhục là gì. Không ngờ nó đầu thì to mà óc như quả nho, thật sự biến trở lại hình người, thậm chí còn đưa vũ khí cho Gregory, sau đó liền tiện thể đi nhận cơm hộp với tiền cát xê. Trong khi đó, mẹ của Alice và Malcolm cũng bị cuốn vào một trận chiến ác liệt, đánh đến sứt đầu mẻ trán, cả hai đều bị thương rơi xuống đất. Malcolm mạnh hơn một chút, cuối cùng đã kết thúc sinh mạng của cô ta. Alice đau lòng nhưng không thể làm gì được, Malcolm bị thương nặng trốn vào cung điện. Gregory cũng vào theo sau, nhưng lạc đà sắp chết còn hơn ngựa, Gregory vẫn không phải là đối thủ của bà ta, thấy thầy mình lại sắp chết nữa rồi. Tom ném một con dao ra, kết thúc cuộc đời đầy tội ác của Malcolm một cách triệt để. Sau đó Tom lấy một ngọn đuốc đốt cháy cung điện. Từ đây trở thành một thợ săn phù thủy thực sự, mà thân phận của Alice quá mẫn cảm, đã định trước không thể trải qua cuộc sống bình thường với Tom. Bộ phim này được công chiếu vào năm 2015 là một bộ phim phiêu lưu kỳ ảo, có hiệu ứng đặc biệt tinh tế thú vị rất đáng để xem. Nếu thấy hay thì subscribe để ủng hộ mình ra video mới nhé. Yêu cả nhà nhiều.